Cho nên nếu mà cái trí chúng ta mà không bén như gươm đó thì coi chừng ma dương nó không sợ, phiền não của chúng ta cắt không đứt quý vị, thấy không? Cho nên Đức Thầy cho biết là lũ tam bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tạc ta mau sớm giết, mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Vậy thì muốn có cái gươm trí huệ thì phải mài, thấy không quý vị? Muốn có cái gươm trí huệ mà không mài thì làm sao nó bén được? Thầy nói mài gươm trí, mài là gì? Mài là cọ sát. Chúng ta lấy cái dao mài vào cục đá bùn để cho cái dao nó bén. Chúng ta lấy cái trí chúng ta phải cọ vào giáo lý Đức Thầy, cọ vào kinh Phật, tức là dùng văn tự. Chúng ta học rộng nghe nhiều, gọi là văn tự bát nhã. Rồi chúng ta thuộc rồi mới đem vô tư duy, suy nghĩ, chiêm nghiệm, tức là tìm hiểu với nhau cũng như người đưa lên, người nói, người nghe. À, gọi là quán chiếu bát nhã. Thì khi chúng ta người nói người nghe hiểu được rồi, chúng ta áp dụng ngay trong đời tu của mình hàng ngày, đó gọi gì là thật tướng bát nhã, thì trí huệ lúc đó nó sẽ hiện bày. À, lúc đó ngay hiện bày, mà hiện bày rồi trong trí chúng ta thấu rõ sáng suốt, biết được đâu là giặc, đâu là cướp, rồi đâu là trơn, đâu là giọng, thì rõ ràng thì ngay trong lúc đó chúng ta không còn sự mê lầm nữa. Cho nên cái gươm này mà quơ quang rồi cái là ma dương hải hùng. Ma dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Bấy siêu kính chào quý chú, quý bác và anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Kính thưa chú quý vị, để trả lời nghi vấn qua bốn câu của đồng đạo: có gì đâu mà khổ, rày tỉnh ngộ ái hà quyết dứt, đèn đạo tâm sáng rực soi đường, cầu tu cho đạt ngũ hương, quê gươm trí huệ ma dương hải hùng. Thì bảy siêu sẽ có một cái nói lời nói đầu một chút xíu ha, mong đồng đạo thông cảm. Tại vì ngày trước bảy siêu nghĩ cũng như cái huynh gấu vừa hỏi vậy đó, gia đình dòng họ bên nội bên ngoại đều tu không à, nhưng mà tu mà xếp vào cái hàng trí thức rất nhiều, nhà của bảy siêu trí thức rất nhiều. Nhưng mà khi mấy đứa em nó khuyên tu đó, thì bấy siêu nói đời này chỉ có cha mẹ là trên hết, không có Phật có trời hết, không có Phật có trời. Sống thì lo ăn lo mặc, cha mẹ lo cho mình, tới chừng mình làm thì có của có tiền thì mình lo lại cho cha mẹ, đó là cái việc mình phải làm, chứ còn trời đâu không thấy, Phật đâu không thấy. Thật sự là bấy siêu ngang lắm quý vị. Mà bà mẹ bà khuyên hoài riết rồi khuyên không được rồi khóc. Khóc rồi sau bấy siêu mới đi về Cần Thơ. Thì bà mẹ mới nói con bỏ theo cái cuốn giáo lý của Đức Thầy. Khi nào mà con thấy lúc rảnh rỗi đó thì con đọc trong đó, con thấy câu nào mà cần học, câu nào cần làm thì con cứ làm đi, thì nó sẽ có cái hạnh phúc. Chứ con đừng nghĩ rằng cha mẹ trên hết, cha mẹ không bằng trời Phật đâu con. Cha mẹ chỉ lo cho con ăn mặc thôi, nhưng mà trời Phật sẽ cứu độ cái linh hồn của con được, đưa con đến cái chỗ an lạc giải thoát. Còn cha mẹ chỉ cho con ăn khi con đói, cha mẹ chỉ cho con thuốc khi con bệnh, nhưng mà cứu không được con khi con chết. Và linh hồn con đọa, cha mẹ cũng không làm sao cứu được. Tôi cũng vẫn không tin quý vị, tôi không tin. Cho nên khi tôi về dưới Cần Thơ, tôi sống trên dưới 10 năm, thì lúc đó tôi bệnh rất là nhiều, bệnh rất là nặng. Tôi nghĩ rằng là mình không còn khả năng để sống. Tại vì sao mình nghĩ khi mà bệnh rồi đó, thì cái chứng bệnh tôi không nói cho nó mất thì giờ, mà tôi chỉ nói là không còn khả năng để sống. Nghĩa là gia đình, bè, bạn, anh em, đồ, người ta bỏ mình hết, bỏ hết trơn cái gì. Thì ngay trong lúc đó tôi mới nhớ lại những cái lời bà mẹ tôi dặn như vậy, thì tôi lấy cái cuốn giảng ra. Thật sự đối với cái người tu thì trân trọng lời dạy của Đức Phật, Đức Thầy. Nhưng tôi hồi đó tôi không trân trọng quý vị. Tôi lấy ra mọt ăn còn có nửa cái quyển năm quý vị. Nửa quyển năm trở về sau quý vị thấy. Tại vì cái kinh Phật, cái lời dạy của Phật nó quý vậy đó. Nhưng mà tôi không biết. Tôi cứ bỏ cho thời gian nó trôi qua trôi qua. Thì tôi đọc ngay tới cái thập ác thì tôi hiểu ngay liền, tôi đọc tới cái quyển Tôn Chỉ Hành Đạo. Thì ngay trong lúc đó đọc buổi sáng thì buổi chiều tự tôi phát nguyện quy y vậy. Tôi chưa có gặp đồng đạo nào khuyên tu vậy đó. Thì ngay trong lúc đó tôi phát nguyện quy y. Thì khi tôi phát nguyện quy y một thời cúng chiều, tôi đọc giáo lý xong rồi cúng chiều xong tôi ngồi niệm Phật, tôi thỉnh nước cúng uống thì cơn bệnh của tôi giảm 50%. Qua ngày thứ hai tôi thật sự phát nguyện và cả đời này ăn chay cho đến chết thì không còn bệnh nữa quý vị. Như vậy thì ngay trong lúc đó là tôi nghĩ Phật cứu cho cha mẹ mình cứu không được. Phật phải có thiên biến vạn hóa, tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông có thể độ được tất cả chúng sanh. Không những độ trong hiện tại mà đưa chúng sanh ra khỏi cái bể luân hồi sanh tử. Cho nên ngay trong lúc đó thì khi quý vị biết tôi tu, tôi ôm sát cuốn giáo lý.
Bữa nào cúng xong thì ngồi niệm Phật, cúng xong ngồi niệm Phật, rồi tôi đi làm những cái việc thiện vòng 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 vòng. Cho nên tôi ngay trong lúc đó chừng 1 năm thì khi cái trí tôi mà hiểu ra được đó, thì tôi nghĩ phải chi mình tin lời Phật cách đây mà khoảng chừng 30 năm đó, thì nó khỏe biết bao nhiêu. Nhưng tôi an ủi mình một câu là tu muộn còn hơn cái người không biết tu cái gì. Ăn năn muộn còn hơn cái người không biết ăn năn. Như vậy thì khi tôi chỉ tin vào cha mẹ mình cứu mình thôi, lo cho mình thôi, tôi không tin trời Phật. Tôi đã bỏ phí ra là 20 mấy năm khi mình sống, oan uổng quá vậy. Sống rất là phí. Cho nên tôi nghĩ nếu mà ai mà tin Phật sớm mà giác ngộ tu sớm thì cuộc đời này không thể nói cho nó hết được, thật sự là hạnh phúc. Hạnh phúc thế gian và hạnh phúc cả suốt thế gian. Khi mình cái xác thân vùi nơi lòng đất lạnh rồi vẫn còn hạnh phúc quý vị, vẫn còn hạnh phúc. Tại vì sao? Vì xác tuy mất hồn thiên chẳng mất. Thì thôi chỉ có đôi lời tôi nói vậy thôi, là nói chính bản thân mình thôi nha. Anh Gấu là anh gì đó, anh cũng tự suy nghĩ lại. Tôi hồi đó cũng như anh vậy đó, tôi không có chịu nghe ai nói gì. Nói là cự liền. Mẹ tôi nói tôi vẫn vẫn cự như thường. Nhưng mà khi tôi bừng tỉnh dậy rồi mới thật sự ra là mình đã mê muội bỏ phí thời gian mấy chục năm. Mấy chục năm ha, chỉ có đôi lời nói với đồng đạo vậy thôi. Để trở lại vấn đề, 4 câu của đồng đạo: có gì đâu mà khổ. Cái nick này hay nè quý vị. Thật sự mà nói trên đời này không có gì làm mình khổ được, tại mình phải không? Tủ bất tý nhân nhân tự tý mà qua, bất mê nhân nhân tại qua. Không phải là cái rượu nó làm khổ mình mà tại mình ghiền rượu, chính vì mình khổ. Không phải qua nó làm mà mê mình mà tại mình mê qua. Cho nên chính vì khổ. Cho nên cái nickname mà có gì đâu mà khổ. Vậy thì trên đời này không có gì làm mình khổ, nhưng mà tại mình trói buộc mình khổ thôi. Thấy không? Như vậy thì 4 câu này trong cái bài cho ông cò Tào Hảo, Đức Thầy viết ngày 25 tháng 2 năm Nhâm Ngũ, tức là 1942. Thì ông cò Tào Hảo, tức là ông Trần Quang Hảo. Ông Trần Quang Hảo là cha của ông Trần Quang Hạnh, tức là rể của ông Ký Giỏi đó quý vị. Rể ông Ký Giỏi. Đây là một cái nhân duyên trong Phật Pháp không đó quý vị. Như vậy thì ông là ông Trần Quang Hảo, và sau khi ông đã chán cái mùi chung đỉnh rồi, trong cái cảnh giàu phan phú quý, cho nên ông dự định là xuất gia để đi tìm cái con đường đạo đức, tức là đi tu. Thì Đức Thầy mới hay tin, Đức Thầy hay tin, cho nên Ngài mượn bút nghiêng và một cái mảnh hoa tiên để viết một cái bài để tặng cho ông cò Tào Hảo, cũng như một bậc thầy đối với một vị sa môn đi tìm cửa đạo để giải thoát, đi tìm cửa đạo giải thoát. Và cái bài pháp này đó quý vị thấy không phải chỉ riêng cho ông Trần Quang Hảo, mà cái bài pháp này chỉ chung cho tín đồ của Ngài. Bài pháp này gồm tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng nhất thừa, tối thượng thừa và tối thượng nhất thừa, tức là tất cả các thừa đều có hết quý vị, có hết. Cái bài pháp này nó cao cứ bằng vô cùng, đi từ thấp tới cao, đi từ cái chỗ thế gian cho tới xuất thế gian, từ ngoài hình tướng nhập thẳng vào tâm, ngộ nhập tri kiến tánh để thành Phật, rất là cao cái bài pháp này. Như vậy thì rày tỉnh ngộ, cái từ rày tỉnh ngộ ở đây đó tức là ngày nay mình đã giác ngộ. Ở cái từ tỉnh ở đây là xét biết, xét biết cái đâu là tội, đâu là phước, đâu là giả, đâu là thật. Ngộ tức là tỉnh ra, bừng tỉnh ra, tức là hồi trước giờ chúng ta mê nhưng mà bây giờ bừng tỉnh ra, hồi trước giờ chúng ta tối nhưng mà bây giờ chúng ta lại sáng. Cho nên cái từ rày tỉnh ngộ nghĩa là từ rày trở về sau mình phải có sự nhận định sáng suốt đó, rày tỉnh ngộ. Tức là chúng ta đã nói là ý Đức Thầy muốn nói là tỉnh ngộ, tức là hồi trước không tu nhưng mà bây giờ quy y để tu đó, gọi là tỉnh ngộ. Cho nên Thầy nói là ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp, như vậy cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo rồi. Tức là chúng ta gặp giáo pháp nhà Phật, chúng ta quy y, chúng ta sáng suốt hiểu thấu đáo rõ ràng đường lối, thì rõ ràng là Thầy nói là cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo. Tức là tề rày tỉnh ngộ là chúng ta xét biết thấy được cái con đường sáng, cái con đường chân thiện mỹ mà Đức Thầy đã dạch sẵn. Như vậy thì ái hà quyết dứt. Cái từ ái hà, ái là gì? Ái là yêu thương, hà là sông. Cái sự yêu thương của chúng sanh đó, nó lai láng như sông quý vị. Mà thường khi người ta nói sông đó là chặt không đứt mà bức không rời, mà phơi không khô, đốt cũng không cháy. Tức là cái sự mê mờ nó vậy đó quý vị. Cho nên cái ái hà ở đây không riêng nói gì cái tình cảm nam nữ, mà nói luôn cả cái tình cha con thân bằng quyến thuộc. Chính vì vậy đó mà chúng ta cứ đeo đuổi theo cái tình yêu thương thân bằng quyến thuộc, dòng họ vợ chồng, con vợ, mà chính vì vậy mà mãi mãi luân hồi trong sanh tử. Mãi mãi luôn quý vị. Tại vì cái sự yêu thương này gì là yêu thương của chúng sinh.
Cái yêu thương này nó sanh ra phiền não, cái yêu thương này nó sanh ra đau khổ, cái yêu thương này nó sanh ra luân hồi sanh tử. Cho nên Đức Thầy chê tình trường đầy dẫy thi hài. Tình trường đầy dẫy thi hài, tức là trên cái con đường yêu thương này là chết chóc không biết bao nhiêu nói gì. Ái hà thiên xích lãng mà khổ hải dạng trùng ba. Khổ hải dạng trùng ba, tức là cái sự yêu thương của chúng sanh mà nó làm cho chúng sanh khổ. Cho nên chính vì vậy Thầy kêu là ái hà quyết dứt. Ái hà quyết dứt, rầy tỉnh ngộ ái hà quyết dứt. Như vậy thì quyết là gì? Là quyết định dứt, tức là cắt bỏ. Cắt bỏ. Tại vì sao? Con người sống không phải là mình, Thầy kêu mình cắt bỏ là không còn thương cha mẹ, không còn thương vợ con, không còn thương cái tình thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà cái tình thương này chúng ta mở cửa cho nó cao xa hơn. Cái tình thương của mình thương trước đây là cái tình thương phiền não, cái tình thương của chúng sanh, cái tình thương luân hồi sanh tử. Cái tình thương luân hồi sanh tử nó còn ép trong một cái khung sườn dị ngã giữa cái tình phàm phu tục tử. Cho nên hôm nay chúng ta mở cửa ra để chi? Để cái tình thương này nó rộng cao xa lên, nó bay khỏi một cái khung trời, tức là tam thiên đại thiên thế giới, vượt ra khỏi tam thiên đại thiên thế giới. Cái tình thương này mà Đức Thầy đã ban cho mình, quý vị thấy không? Đó, tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Cái tình thương này mới thật sự. Cho nên Đức Thầy kêu mình ái hà quyết dứt là dứt đi cái tình yêu thương của thế gian mà chuyển qua cái tình yêu của Bồ Tát, của Phật. Của Bồ Tát, của Phật. Chứ không nói cắt rồi là bỏ hết trơn, không yêu thương vợ con, đuổi ra khỏi nhà hết. Không phải như cái gì đó chúng ta làm, thấy không? Cho nên chính vì vậy đó Thầy kêu ái hà quyết dứt. Như vậy thì tu chúng ta rứt gì? Rứt cái tình thương của chúng sinh đó, tình thương chúng sinh, cái tình thương đau khổ, mà chuyển ra cái tình thương của Bồ Tát, của Phật. Để chi? Để cái tình thương này nó được an vui giải thoát. Rồi đèn đạo tâm sáng rực soi đường. Cái từ đèn thì quý vị biết rồi, đèn tức là cái ánh sáng, mà muốn nói rằng cái thể của tánh trí đó quý vị. Cái đèn gọi là thể của tánh trí, bởi vì trong tâm chúng sanh có sẵn sự sáng suốt rồi. Cho nên trong kinh Phật cho biết là linh minh động triệt, trạm tịch thường hằng, phi trượt phi tanh, vô bối vô hướng, đại tại chân thể, bất khả đắc như tư nghĩ giả. Nghĩa là người đời có xác thân, dĩ nhiên có tự tánh, nhưng mà bản thể của tự tánh là linh thiêng, sáng suốt, thông thấu, rỗng rang, không lui không tới, không trước không sau, không thể nghĩ bàn. Bàn không hết được quý vị. Tại vì chúng ta bàn không hết được. Nhưng mà sở dĩ chúng ta sanh ra trong cõi đời này bị nghiệp lực, cái hột giống nghiệp lực, tức là những cái hột bụi mà nó che đậy cái tánh trí chúng ta, đó là cái màn vô minh, phải không? Cho nên trong kinh Phật thường dạy chúng ta là biển tâm yên lặng thấy minh châu, thanh tịnh vô vi ấy đạo màu, chư Phật ba đời nương một mạch mà hồi quang phản chiếu vọng tâm thâu. Tại vì cái bản thể của chúng ta đó là cái tâm là linh thiêng sáng suốt, linh thiêng sáng suốt. Cho nên có lần Đức Thầy làm một cái bài thơ đó quý vị. Là cái bài thơ Đức Thầy làm hai câu thơ là thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, mà dạng dí lý vô dân, dạng lý thiên. Nghĩa là ngàn sông có nước trăng đều rọi, nhưng mà muôn dặm không mây thấy tận trời. Nhưng mà ngặt cái bản thể của chúng ta bị cái vô minh nó che đậy. Cho nên Thầy nói là đèn đạo tâm, cái từ đèn đây là gì? Là cái thể của cái tánh trí. Đó, cái thể tánh trí, cái gốc của sự sáng suốt. Đạo tâm là gì? Gọi là bồ đề tâm. Bồ đề tâm mà Đức Thầy kêu mình là được tâm phát bồ đề vững chắc. Tức là trong tâm của chúng ta đó cũng phải như cái bồ đề. Cho nên Thầy nói đèn đạo tâm, tức là lúc nào cái tánh trí của chúng ta cũng soi sáng, tức là dùng cái gì? Gọi là hồi quang phản chiếu, hay là phản quang tự kỷ. Chúng ta nhìn ngược lại tâm của mình. Đây là cái câu mà chỉ cho tu tâm đó quý vị. Chỉ tu tâm. Thầy nói đèn đạo tâm sáng rực soi đường. Cái người tu mà chúng ta dùng hai con mắt mà ngó bên ngoài đó, đi chưa thấy hết đâu quý vị. Mà chúng ta phải nhìn tận bằng cái tâm của mình, soi cái đường về cực lạc bằng cái tánh trí của mình, tức là soi cái con đường về cực lạc. Cho nên Thầy nói là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Không phải nhìn bằng mắt mà phải nhìn bằng tâm nó mới thấu đáo được quý vị. Nhìn bằng tâm nó mới sáng suốt. Như vậy thì đèn đạo tâm sáng rực soi đường. Cái từ sáng rực ở đây là chỉ cho cái thể tánh của sự sáng suốt, sáng chói lòa. Nghĩa là cái đạo tâm chúng ta mà khi chúng ta xây trở ngược vào bên trong, gọi là hồi quang phản chiếu, chúng ta tu ngay tâm, để tâm chúng ta mở được trí tuệ rồi, thì nó sáng rực. Sáng rực có nghĩa là sáng chói lòa, cái đường đi không một cây kim mà cũng còn thấy nữa thì làm gì mà đạp trong gai quý vị. Không thể nào đạp trong gai được. Chính vì vậy Đức Thầy trở mình tu ngay tâm nè, đèn đạo tâm sáng rực soi đường. À, cho nên quý vị thấy tất cả các đạo đều chỉ tu ngay tâm, phải không? Cho nên cái đạo tiên đó, thì Lão Tử cho biết là đạo do tâm hiệp. À, đạo do tâm hiệp. Còn cái đạo Đức Phật ngày xưa là chỉ Phật tức tâm, mà tâm tức Phật. À, Phật tức tâm mà tâm tức Phật, chứ không có gì lạ.
Còn Khổng Tử thì nói đạo do tâm hiệp, cái đạo cũng do tâm mà hiệp chứ không phải tướng mà hiệp được. Còn chính Đức Thầy chúng ta ra đời cũng vậy, nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm. Phật cũ ngày xưa hay rất tâm, cho nên Đức Thầy chỉ ngay cái tâm của mình, các chúng sanh đều có như ta, nhưng mà bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Có như ta là có cái tánh Phật như ta đó, nhưng mà Phật là Phật đã thành, Phật đã hàng phục được rồi, hàng phục cái vọng ma chướng phiền não, cho nên trở lại với cái tâm chân như mới chứng đắc được đạo quả, hoàn toàn giác ngộ. Còn mình ở đây cũng có vậy, nhưng mà Phật sau này là sẽ thành sắp thành, mình tu là sẽ thành sắp thành, quý vị thấy không? Cho nên thầy nói đèn đạo tâm sáng rực soi đường là chỉ tu ngay cái tâm mình, quý vị, ngay cái tâm của mình. Rồi cầu tu cho đạt ngũ hương. Cái từ cầu tu ở đây tôi có nghe một hai lần rồi, đồng đạo chúng ta là giải cần tu, cần tu. Tại vì sao người ta nói là cái đoạn này là phải nói là cần tu, tức là siêng năng tu nó mới đạt được ngũ hương. Nhưng mà thật sự chánh văn của Đức Thầy là cầu tu, quý vị. Cầu tu ở đây là gì? Cầu ở đây là muốn nói là mong muốn rồi soi rọi lại cái ý nghĩa, cái chân lý của cái chữ tu. Gọi là tu ngay tâm đó, ở trên chỉ ngay tâm thì ở dưới mình phải soi rọi vào cái chân lý, tức là tu ngay cái tâm của mình. Gọi là cầu tu cho đạt ngũ hương. Nếu mà trong tu ngay cái tâm rồi đó, soi rọi ngay cái chữ tu này đó, cái tánh trí mình mà nó xoay ngược vào bên trong đó, gọi là quán chiếu bát nhã, thì sẽ đạt được cái ngũ hương. Chữ đạt ở đây đó, tức là được, là muốn nói cái kết quả, cái sự thành tựu của cái sự tu tập. Ngũ hương đó, ở đây ngũ là gì? Ngũ là năm. Hương tức là mùi thơm, hay là gọi là hương thơm. Mà ở đây là trong Pháp Bửu Đàng Kinh đó, tổ cho biết đó, mỗi chúng sanh trong tâm chúng sanh đều có 5 phần chân hương. Mà 5 phần chân hương này tự mình lấy, tự mình lấy. Nghĩa là trong tâm của mỗi chúng sanh đều có 5 cái phần chân hương này, mà tự mình tu để đạt. Chứ ông Phật không có cho mình được cái gì, Phật không có cho mình là nghe, mình tu mới được. Như vậy thì ngũ hương là gì? Ngũ hương là 5 cái phần chân hương. Thứ nhất là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Nhưng mà ở này nói thêm chút nữa nghe đồng đạo, nếu không nói thì khó hiểu lắm. Cái giới hương ở đây đó là trong tâm chúng ta không còn phạm vào tất cả các việc ác, thương ghét sân si phiền não, thì chúng ta sẽ đạt được cái giới hương. Mà được được cái giới hương này rồi là cái giữ giới bên trong đó nó hoàn toàn vững chắc. Cái tướng chúng ta nó mà giữ giới, coi chừng cái tâm chúng ta phạm thì nó không đạt cái giới hương, quý vị. Không đạt giới hương nó sẽ không có cái mùi thơm của cái người đạo tu giải thoát. Cái thứ hai nữa là định hương. Định hương thì đối với tất cả các cảnh tâm chúng ta vẫn như như bất động, như như bất động. Tại vì chúng ta cũng làm cũng như mọi người vậy. Cho nên tôi có đọc một bài kệ của một vị thiền sư đó, viết bài kệ rất hay quý vị. Sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười thử thách với trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng luôn bất động. Cái chỗ này gọi là định hương. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống an vui danh lợi mãi coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Vậy vì cái tâm này nếu mà nó theo cảnh thì thiên biến vạn quá, mà cái tâm này nó định rồi thì không bao giờ nó biến theo cảnh, cái gì nó không biến rồi. Cho nên gọi là định hương. Cái thứ ba nữa gọi là huệ hương. Huệ hương là tâm này thông thấu rỗng rang, không có một vật gì mà ngăn ngại được. Trên bước đường tu, nếu từ chúng ta giữ giới rồi tâm sanh định, tâm sanh định thì phát khai trí tuệ. Chỗ này Đức Thầy nói rõ nè: nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Đây rõ ràng ngay cái chỗ này. Như vậy thì cái tâm bình tĩnh tự nhiên nó phát huệ. Phát huệ thì thông thấu mọi lẽ pháp xuất thế gian, và thế gian pháp đều hiểu rõ rõ ràng. Như vậy thì mỗi khi chúng ta đọc tới kinh Phật, đọc tới lời dạy Đức Thầy, chúng ta đều hiểu, hiểu lào lào rất là rõ. Và mỗi khi đồng đạo khởi xướng một điều gì, nói một cái đề gì thì chúng ta đều thông hiểu rõ ràng, không có sự thiên chấp ở trong đó. Cho nên gọi là huệ hương, tức là thông thấu, thông thấu mọi lẽ. Cái thứ tư nữa là giải thoát hương. Giải thoát hương là gì? Là chúng ta cởi mở sự trói buộc. Tại vì trong tâm chúng ta nó có lành nè, có dữ nè, có chơn nè, có vọng nè, có tội có phước, mà chúng ta cứ chấp hoài, chấp hoài cái gì. Nói đạo cái người ta khen, ôi bảy siêu nói đạo hay, với cái chấp vô cái chỗ nói đạo hay chết nè, chết ngay cái chỗ này liền quý vị, phải không? Hoặc mình tu mình ngồi niệm Phật được lâu, cái đồng đạo người ta khen cái mình chấp ngay cái chỗ này. Hoặc là mình nhìn đồng đạo tu còn phạm cái gì, mình chấp ngay cái chỗ này. Cho nên chính vì vậy đó, cái người tu đó là tâm chúng ta không còn thiên chấp, tức là không còn dính mắc. Gọi là gì? Là giải thoát hương, tức là cởi mở cái sự trói buộc, thì chúng ta đạt được một phần chân hương thứ tư. Sau cuối cùng là gì? Là giải thoát tri kiến hương. Tri là gì? Tri là biết, kiến là thấy.
Như vậy thì không những chúng ta phải giải thoát, tức là cởi mở cái sự thấy biết. Cái chỗ thấy biết này rất là nguy hiểm nè quý vị. Cái người mà tu khi mà đạt được, tôi nói một câu ha, đứng trên liễn đàn mà nói chuyện lào lào rồi đó ha, mọi người khen đó, anh là giỏi, anh là hay, coi chừng dính chỗ này nè. Mà nếu dính chỗ này rồi là chúng còn dính hoài, không đi đâu được trơn á. Tại vì sao? Vì anh qua bên sông rồi mà anh còn để chiếc xuồng, anh đi tới đâu anh lôi chiếc xuồng thì tôi đố anh đi tới đâu, phải không quý vị? Qua sông rồi phải bỏ chiếc xuồng dưới sông bắt đầu mới đi được, nhưng mà qua sông rồi mà còn lôi chiếc xuồng thì đi tới đâu quý vị? Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là, cho nên trong cái phần chân hương này Đức Thầy dạy rõ ràng là ngũ hương, tức là giải thoát tri kiến hương, tức là giải thoát cái sự thấy biết của mình. Để chi? Để mình hạ cái ngã mình xuống, mình không còn thấy mình hay, mình không còn thấy mình giỏi nữa. Rõ ràng là như vậy. Cho nên Thầy nói là chúng sanh mê nên đem pháp thiết, nhưng mà giải thoát rồi pháp bất khả dụng. Quý vị rõ ràng, đây tôi nói một chút xíu là quý vị thấy rõ liền. Quý vị biết trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, thì gồm có ông Ma Ha Ca Diếp, ông Tu Bồ Đề, ông La Hầu La, ông Ca Chiên Viên, rồi ông Mục Kiền Liên, ông A Nan, vân vân. Nhưng mà quý vị biết ông A Nan là gì? Là Đa Văn đệ nhất. Ngày xưa ông A Nan thiền kiếp là ông trưởng giả, hay cúng dường cho một nhà tu, tức là cúng dường cho tiền thân Đức Phật. Mà khi Đức Phật đó mà thành đạo rồi đó, thì cái nhân duyên đó mà Đức Phật mà nói ra bao nhiêu thì ông A Nan đều thuộc lòng hết trơn quý vị. Cũng như Đức Phật cầm cái bình nước rót thì ông A Nan lại hứng hết trơn. Cho nên sau khi mà đến cái ngày mà kiết tập đó, tức là kiết tập cái lời của Phật lại đó, thì vào cái núi Động Kỳ Xà Quật, trong đó mà ngặt con cái là có cái ổ khóa, khóa lại hết trơn. Ai chứng đắc được tâm mình thì vô đó. Cho nên 10 đệ tử lớn thì vô được 9 ông, mà còn có mình ông A Nan vô không được. Tại sao vậy? Vì khóa cửa là sao vô? Ông A Nan ông đi ở ngoài, ông chấp, ông nói tại sao mà cái lời Phật thiết là cũng như cái bình rót nước mình hứng hết trơn, mà ông nào cũng vô được, mà tại sao mình vô không được? Ai cũng đắc mà mình không đắc là sao? Đó, cho nên ông chấp ngay cái chỗ là ông Đa Văn đệ nhất đó quý vị, ông giỏi hơn trơn trong 10 đệ tử Đức Phật. Cho nên khi ngay trong lúc đó ông mới ngồi thiền định lại, thì cái tâm ông còn dính chấp cái chỗ thấy biết. Cho nên khi mà ông xả được cái chỗ thấy biết thì ông mới chui qua cái ổ phá, ông vào trong mới kết tập được. Thì rõ ràng quý vị thấy rõ ràng. Như vậy thì Đức Phật cho Đức Thầy cho biết là vô thượng thậm thâm dĩ ý triền. Tức là cái đạo mà cái pháp mà cao không chỗ cùng mà sâu không chỗ tận, nhưng mà lấy tâm truyền tâm, ý truyền ý, không phải tu tướng mà được. Không phải tu tướng mà được. Cái tướng ở đây là nói hay, suy nghĩ hay, tướng hay, ngôn phong, văn phong rồi đều có trơn, nhưng mà cái tâm chưa phải không quý vị? Cho nên ngay trong lúc này chúng ta phải xả bỏ, tức là giải thoát, tức là cởi mở cái thấy biết của mình, không còn hay, không còn giỏi, mà thấy mình như đồng đạo, mỗi mỗi người đều như nhau trơn, thì chúng ta mới đạt được cái phần chân hương. Như vậy thì đạt được cái phần ngũ hương, tức là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Vậy thì cầu tu cho đạt ngũ hương, khi đạt ngũ hương rồi thì quơi gươm trí huệ ma dương hải hùng. Gươm trí huệ là gì? Gươm trí huệ ở đây gọi muốn nói là cái trí bát nhã đó quý vị. Trí bát nhã, cái trí bát nhã lúc nào chúng ta cũng lạng qua lạng lợi hết trơn á, chứ gọi là gươm quơi, quơi tức là quơ qua mà quơ lợi, quơ qua mà quơ lợi. Trí huệ thì muốn nói rằng cái trí chúng ta phải bén như gươm, phải bén như gươm mới được. Cho nên nếu mà cái trí chúng ta mà không bén như gươm đó thì coi chừng ma dương nó không sợ, phiền não chúng ta cắt không đứt quý vị, phải không? Cho nên Đức Thầy cho biết là lũ tam bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tạc ta mau sớm giết, mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Vậy thì muốn có cái gươm trí huệ thì phải mài, phải không quý vị? Muốn có cái gươm trí huệ mà không mài thì làm sao nó bén được? Thầy nói mài gươm trí, mài là gì? Mài là cọ sát. Chúng ta lấy cái dao mài vào cục đá bùn để cho cái dao nó bén. Chúng ta lấy cái trí chúng ta phải cọ vào giáo lý Đức Thầy, cọ vào kinh Phật, tức là dùng văn tự, chúng ta học rộng nghe nhiều, gọi là văn tự bát nhã. Rồi chúng ta thuộc rồi mới đem vô tư duy, suy nghĩ, chiêm nghiệm, tức là tìm hiểu với nhau, cũng như người đưa lên, người nói, người nghe, gọi là quán chiếu bát nhã. Thì khi chúng ta người nói, người nghe hiểu được rồi, chúng ta áp dụng ngay trong đời tu của mình hàng ngày, đó gọi gì là thật tướng bát nhã, thì trí huệ lúc đó nó sẽ hiện bày. Lúc đó ngay hiện bày, mà hiện bày rồi trong trí chúng ta thấu rõ sáng suốt, biết được đâu là giặc, đâu là cướp, rồi đâu là chân, đâu là giọng, thì rõ ràng thì ngay trong lúc đó chúng ta không còn sự mê lầm nữa. Cho nên cái gươm này mà quơ quang rồi cái là ma dương hải hùng, ma dương hải hùng. Còn nếu mà mơ quơ gươm lục nhách thì ma dương mỉm cười, phải không? Chúng ta không có trí thì mơ quơ gươm thì ma dương nó mỉm cười. Ma dương là gì? Ma dương là vua ở từng trời thứ sáu, tức là vua ma ở từng thời thứ sáu, tha quá tự tại đó quý vị. Ngày xưa nó phá Đức Phật không được,
Cho nên chính vì vậy nó đem cả thân quyến xuống mà phá Đức Phật mà phá không được. Cho nên nó là nên cố quán phá đời mãi mãi. Phá đời mãi mãi nghĩa là cái người nào mà tu theo đạo Phật thì bị nó phá. Nó giả dạng đủ hình tướng hết trơn quý vị. Cho nên thầy nói nha, thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa, quỷ dương xuống thế à. Trời không phải là Ngọc Đức Ngọc Đế, mà trời ở đây là gọi là thiên ma ba tầng ở tầng trời thứ sáu đó. À, tầng trời gọi là cái cõi mà tha hóa tự tại đó quý vị. Mở cửa cho cái đám con, đám cháu nó xuống phá đạo Phật. Cho nên thầy nó quỷ mai phá rối người tu à. Bây giờ mở cửa xuống hết trơn đó. Cho nên chính vì vậy coi chừng những người gần mình đó, ma dương nó phá cũng không chừng. Thấy tôi thấy vợ thiệt, nhưng mà vợ gì mà tối ngày chồng đi tu chữ không vậy? Đi cầu nguyện, nói hào bá đi làm tào lao mới về, đi niệm Phật thì chỉ, đi làm tào lao chiều không cho ăn cơm, coi chừng lại à, phải không quý vị? Tuy rằng chúng ta thấy có sự quyết nhục, có sự tình thâm, nhưng mà cái người nào mà không chịu tu làm các việc ác thì thầy nói làm gian ác là quỷ là ma. Cho nên chúng ta nên cần rõ ràng biết để chúng ta độ từng trong hạng nó gần gũi với chúng ta. Thầy nói quê gươm trí huệ. Nếu cái trí mà chúng ta có huệ rồi, có sự sáng suốt rồi, thấu đáo rồi, thì ma dương hải hùng dầu ở tầng trời thứ nó xuống đây nó phá cái nào nó cũng phải kinh sợ. À, hải hùng tức là kinh sợ, khiếp vía, bỏ quay dò mà chạy đó quý vị. À, còn nếu chúng ta mà tầm thường đó ha, nó nhào vô nó bóp cổ chúng ta luôn. Nó thấy chúng ta tầm thường quá, không có trí huệ gì ha. Nó muốn phá chúng ta giờ nào nó phá, nó khảo cái là chúng ta sụm, chúng ta nghỉ tu. Mà nếu có trí huệ rồi, nhận định rồi, thấy rõ tướng tá của nó rồi, nó biết nữa, quảng hồn, nó kinh sợ, nó quảng hốt ba dò bốn cẳng, bỏ chạy về trời, ở đây tu dễ đắc lắm. Phải không? Thôi bây giờ tóm lại, nói cũng hơi dài rồi ha. Tóm lại bốn câu giảng. Rày tỉnh ngộ ái hà quyết dứt, đèn rạo tâm sáng rực soi đường, cầu tu cho đạt ngũ hương, quê gươm trí huệ ma dương hải hùng. Thầy dạy tất cả môn nhân tín đồ của ngài, khi giác ngộ tu hành theo chân lý của đức thầy đã chỉ dạy, thì phải rứt bỏ cái tình thương thảm khổ, cái tình thương đau đớn của phàm tục của thế gian, mà phát một cái tình thương của chư Phật, tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, mà yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh. Rồi tu ngay tâm của mình, để chi? Để cho cái trí tuệ mình nó sáng rực soi một cái con đường để chúng ta đi về cõi Phật. Và tu ngay tâm của mình để đạt được năm phần chân hương trong mỗi tâm của chúng sanh đều có, rồi sẽ giải thoát rứt bỏ hết để trở lại với trạng thái tâm chân như. Thì ngay trong chân như đó trí huệ hiện bày, thì tất cả các ma nghiệp phiền não đều gặp bỏ chạy. Đây là cái giai đoạn chứng đắc của người tu. Thì kính thưa toàn cả chư đồng đạo, không biết vấn chủ có vừa ý chưa ha. Thì kính thưa quý vị, dầu vừa ý không vừa ý thì cũng trình bày tới đó thôi, cũng hết ý rồi. Thì chân thành cảm ơn toàn cả chư đồng đạo đã tặng những tràng hoa khích lệ và những tràng vỗ tay rất là dễ thương ha. Kính chúc một quý vị một buổi thính pháp thật là an lạc. Xin gửi mic lại cho tỷ Ninh Kiều Cần Thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Nhận mic nha tỷ.